đang làm một chén mắm guốc huyền thanh nữa. Mắm guốc huyền thoại. Anh đang làm chén mắm guốc huyền thoại để xíu nữa ba anh em mình ra đem mới xài ra ngoài ăn xong ăn nha. Thầy non. Ôi, thầy non nhớ bạn. Wow, đau. Mới đi rồi mình sẽ chế biến một chén nước chấm huyền thoại nha các bạn. Rồi. Nhìn mặt anh sao thui thúi ta? Sao? Thúi không? Nè. Mắm guốc này mà làm là chấm cái đó là hơi bị nhức nách luôn á. Dạ đau quá. Đó. Nha. Xíu bột ngọt nha các bạn. Đường phải bỏ vô, nói chung cho nó tùy theo các bạn ăn ngọt hay là ăn mặn. Nếu như mà ngọt thì các bạn nêm cho nó cỡ 2-4 đường. Vừa ăn luôn nha các bạn. Mình không chế nước nha, mình để cho nó sạch sạch. Miếng đường đó. Cái gì nhức nát thiệt rồi. Tới công chuyện luôn, đâu có ngồi. Tới công chuyện luôn. Đây nha các bạn, cái chén nước chấm mình đã làm xong xuôi rồi nha các bạn. Đó. Nào. Hấp dẫn chưa các bạn? Rồi. Đây, rồi giờ mấy anh em mình sẽ đi kiếm một cái bờ sông thiệt là cho nó mát mẻ, cho nó đẹp nha các bạn. Ngồi ngoài đó ăn nha các bạn. Rồi, ok, đi thôi. Đi mấy anh em nha. Thì đó các bạn, giờ mình đã tới nơi rồi nha các bạn. Rồi, nãy giờ chưa chào mấy bạn nữa. Thôi, giờ... xuống đi đồ không ơi? Xuống đi em. Mày mất, sợ sợ nó nóng rồi. Mới đây. Nè, tao gấp mút cho. Để hồi đi vậy. Các bạn uống nước nha các bạn. Đó. Uống nước yến nha các bạn. Các bạn uống cúp muối nha. Uống nước yến nha các bạn. Vô. Vô. Mệt quá. Đã quá. À. À, mát. Ok, để đi. Đi em test cho. Đâu. Ăn hột luôn hả? Ghê vậy trời. Rồi tất cả các bạn nha. Tới không chị người. Cái chấm ngon quá các bạn ơi. Nào. Nào chấm ơi. Nào, nữa à. Nào. Chấm rồi xay miếng xài đấy cho các bạn coi. Chấm đẩy nhiều nhiêu vô. Má bạn nha. Đầu bếp môi tém tém miệng rồi em ơi. Sao? Không có ạ. Mời các bạn tới xài nha các bạn. Uống giòn. Giòn quá các bạn ơi. Ngon các bạn. Đứa nhóc ăn tay gung quá các bạn ơi. Cái bình nha các bạn. À. Chấm thật thảnh. Rồi kẹp luôn. Ừ, kẹp như kẹp bánh mì vậy đó. Nè. Ngon nguyên tái rồi. Sao luôn? Luôn chua. Cay không? Rất chát. Giòn. Nước chấm thì anh làm thôi khỏi nói. Anh làm nước chấm mà. Hai bạn nước chấm mà. Đó là ngon cay cay nha các bạn. Vừa ăn á. Ngon như vậy. Rồi ăn đi. Ăn đi bà. Ăn là chỉ có một ghen thôi nha các bạn. Ừ, kìa. Làm bánh gai nha các bạn. Chờ nha các bạn.
tắm mà mát không bạn. Cài dưới ta. Nãy nhớ bỡ nhớ nãy giờ có 10 tái ớt. Em gì? Cài ghê. Nó 10 ớt một cây. Đây, mời bạn nha bạn. Tiến luôn, tiến luôn. Đợi con nha. Ở dưới tay bự á. Như tay này tới mức gần hay gì ta? Mấy. Lúc này mức mini cho nó mức gần. Mini. Còn đất ngoài. Ừ. Ê. Mày. Mày. Ê, đường tái này nha bạn. Ui bự nè. Kiếm mần chính khó bạn ơi. Kiếm mần dốt khó. Cái mần dốt đã hay, đã hay tê. Ngon lắm, mần dốt ngon. Đỡ tay non rồi đi. Cậu. Rồi. Nè cắp muối. Sao đâu con. Mời các bạn ăn bằng chấm cuốc với mình nha bạn. Ê rồi nha, mời bạn nha bạn. Có chát rồi bạn ơi. Chát là ngon mấy người bạn. Hay rồi. Mà tất cả các bạn bằng chấm móng guốc. Đó không? Thế bằng nó hơi dốt quá. Đúng rồi. Đúng không? Thế bằng nó hơi dốt quá. Anh nhìn thấy bằng anh biết. Tớ bạn của anh hồi nãy mày ăn thử coi nó chát ngậm luôn á. Này đâu có mời. Ăn thử miếng bần nha các bạn. Sao đâu quá. Cứng gì vậy? Chua. Chát quá. Chát quá. Còn anh giờ còn con tái một đó, hai đứa em đó. Còn tái gửi à. Măng muốn hết nổi rồi. Hết giỏi rồi. Quá các bạn. Mau mò các bạn ơi. Rồi các bạn. Chiến hết luôn nha các bạn. Rồi mò còn 2 tá rồi. Rồi no lắm mà không ăn hơn nữa đâu. Mày thua. Từ này cũng tải rồi bạn ơi. Thôi giờ mấy anh em mình cũng xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ Thần Lúa nha các bạn. Thôi, tạm biệt các bạn nha. Tạm biệt tất cả các bạn. Cảm giác thật là chẳng khoái quá đi thôi.